Ba sư đây nghe giảng sao cho thầy ngày nay dương riêng mới riêng thầy mới tiết để tôn tôi nâng cao para para slide sâu để nâng nông bootstrap dương hào thà carousel nè chân bà sân nhà dương cho một documentation dương khơi lại nhị nơi khẳng khảo card á cứ carousel carousel đến cứ dương sử mẹp đã slide sâu ao dương đã rụp ở bên slide rất automatic luôn vậy nè thì họ dương ảnh miền bài này về rất được gọi dương chuẩn chỉ vì chân là nâng cứ dương para carousel robot bootstrap hay carousel robot bootstrap này cứ việc pưng lên JavaScript đôi ca để dựng para lên chẳng nè chẳng trong bàn bạc cả file thay muối thì muối cứ dựng include bootstrap này bị trộn nè và hay trong miền container này muối tục xem đặt content hay là bị cản cầm này dựng include JavaScript bị trộn nè và dựng include JavaScript bị trộn cứ JavaScript bỏ dưới những đại kế và thì muối cứ jQuery nè và và tp cứ bootstrap.min.jn chẳng to tại miền JavaScript tiếng pi này tớ vì ai ở slide những đậm đà cả bạn ok chẳng chấm dự xây nó không lấy ở tí ho em đã tha slide sâu chấm lại cho mùi nè hai chấm bạc card folder mũi nó lại nít là mạch đã rụp hiệp và chẳng dương thôi ca mùi rụp hiệp dương thờ miền folder đã về chẳng miền folder này mùi hai dương tờ rô rụp bao dương mắt nè từ rồi rụp hiệp giờ mất xem bạn download rụp phí đã nó không đi nè giờ ai download rụp phí nào mà đã rụp này nè xem đã rụp nâng hai xem copy cho nóng folder này nè chẳng như mình rụp phí slide 1 slide 2 nè ok bạn chắc là khẳng khả năng này đồng bay pra tới chỉ carousel thì mũi cứ dân thập hạt điều mũi để miền class carousel hay đằng slide nè chẳng cho miền carousel slide hai complete cứ về chạm bách trở miễn custom attribute mũi cứ data right data right này cứ carousel data right này cứ nâng pra pra đói JavaScript robot bootstrap đầm bây giờ thơ rút nâng về miễn chọn nè nè chẳng nâng cứ dương dương thật đặt hai bà ác dương time ID ở về tới vì bộ ID nâng trao pra chỉ mũi nâng control robot slide bây giờ chân tầm mục chân tầm crowd gì chẳng á bà chẳng ai đi thì họ my slide bà dương miên điều đại chia container chẳng hái nơi khẳng năng lý cứ dương thở pra điều đại miên class mà tăng tiết dương hai thác carousel inner carousel inner chẳng ở đây cứ xem đẹp đặt item mùi mùi nè đặt item mùi mùi chẳng bạn dương miên carousel item carousel item hay carousel item là trong này bạn đặt image mà và slide 1 này chẳng hạn á và class xem vô W100 W100 mình đã thật viết với 100 phía rồi nè viết 100 phía rồi ok bây giờ mình tiếp tục copy này mùi tiền mắt control C control V nè hay chỉ tương tới nó có nông pê tại mùi slide bởi dưới như miền đọc rụp rạm rụp những tay về display tại mùi chẳng mình đi thật lại nâng cứ miền mùi active nó không chùm nào nâng chẳng chùm thang class active chẳng bây giờ đã active ở lớp bây giờ bảo mắc về display ở lớp môn kì bây giờ đã active ở crown và tí pi ní cứ trên máu cứ ở tí pi môn kì ná thì họ active ok bây giờ giờ sẽ bằng năng háo nhưng xa từ ràn mờ ná ta về trên dạy ạ chẳng như khi những bàn rụp pi về thật đá ở rụp nó và sân dựa đá mình thì thả ai mình bàn nhà chứ như khi rụp slide nó đá thì nhé bà đá bà chân ở trong cài rụp này tôi chỉ slide thú ở bàn pi rụp nó mình dựng ở bàn cài ok chứ như khi trên rụp này máu thì nhé bà trên rụp này màu này chứ những tục tích đó cứ viên là rốt automatic nhé rốt automatic đầm bay và cao tới chế slide ok, bạn đang ở toàn chọc thì xem miền ở chấm nốt mũi tiết để chẳng bảo hái cứ tệ tổng cả đặt control next previous từ mục tổ cao từ ở slide nâng dương là miền option tràn thế đắc vận tài nâng nâng dương mơ thường bản đăng sân chẳng nơi bị khăn crowd inner nó carousel inner nó cứ xem time link p nó xem time link p
cho mình liên phí và sẽ mình đặt tầm mốc tổ cào nhá. Ok, đặt tầm mốc tổ cào liên tí mũi này cứ chăm đặt span mũi để mình class carousel pre icon và span carousel pre carousel control pre mình đi thập previous icon là nâng prune lập tờ cào nhá prune lập tờ cào hai nâng khăn ông e này cứ dương thở đặt link bảo vệ nâng cứ link tờ cắn ID rồi bảo slide show để dương bạn đặt my slide này chẳng lại này link được ID dương ra trung trúc my slide nhá hai dương time class với class map và class ok carousel control carousel control pre nè carousel control pre hay dương complete nè miễn custom attribute mũi chạm máy thở để đã kê hào thật data slide pre nè mình thả ai ở JavaScript và dương cho tới cứ việc đà bản nè chẳng dương mơ thì tớ nè dương hình ai chọc bản nè tại mà thằng sạch đám cho chọc bản nè thằng sạch đám cho chọc bản nè tại thằng sạch chọc bản hay dừng khơi miền so nó lại như để ra rụp dừng po so chẳng dừng mơ tới đặt khơi này chẳng bây dừng rột cắt tới dừng khơi miền prùn po so mùi dừng khơi nhé và ok đôi khi này chẳng buồn hẳn ấy cứ dừng miền span mũi để miền class carousel control và ní cứ dừng pra next icon nha next icon hay dừng cho mạch đại tế hãy ní dừng link tới căn ID đôi khi này nha ID bao nhiêu cứ đôi khi này máy slide nè hay dùng para class ok carousel control next nè control next hay dùng complete data slide cứ next và phần nâng cứ dùng ai đặt cho tầm mục tổ cao ba này nè khi tầm mục ấy hay dùng khi miền prune pua so mùi để ra bài cái đầu nhưng pua so mượt khớ nhá cho bạn về trình chẳng toàn đấy. Ok, chẳng hạn ý cứ chịu basic này cả đặt carousel rồi có slide show nó không bootstrap nó không video bật top dừng được mơ slide nhưng mà tăng tiết toàn chọc ấy nè dừng được mơ tăng tí bật top tiết.